Xin chào tất cả các bạn. Trong bối cảnh hậu chiến, cụm từ học tập cải tạo nói đến chương trình tập trung để cải tạo của chính quyền Việt Nam áp dụng đối với các sĩ quan và binh lính thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ước tính có khoảng 1 triệu người trên toàn lãnh thổ của miền Nam lúc bấy giờ thuộc diện phải ra trình diện trước chính quyền mới, và 1/5 trong số đó phải trải qua giam giữ với nhiều mức án khác nhau. Có tổng cộng 38 sĩ quan cấp tướng của Việt Nam Cộng Hòa cũng phải đi học tập cải tạo trong đợt này. Thấp nhất là 2 năm và cao nhất lên đến 17 năm. Tuy nhiên có 3 vị tướng lĩnh đã không thể có ngày về và vĩnh viễn nằm lại trong trại tù cải tạo. Vậy họ là những ai? Nguyên nhân qua đời của họ là gì? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết nha. 1. Trung tướng Lâm Thành Nguyên. Ông sinh năm 1904 tại Nhân Nghĩa, Cần Thơ, tự là Hai Ngoán. Vốn xuất thân trong một gia đình đại điền chủ ở vùng Bảy Núi, nên ngay từ thuở nhỏ thì ông Nguyên đã được cho ăn học cả văn lẫn võ. Cuối thập niên 1930, ông trở thành một tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo. Trong thời gian từ năm 1939 đến năm 1940, ông Lâm Thành Nguyên đăng ký theo học một khóa ngắn hạn tại trường huấn luyện quân sự nội ứng Nghĩa Đinh Cái Vồ. Một tín đồ Hòa Hảo khác là ông Trần Văn Soái, tự là Năm Lửa, cũng theo học tại ngôi trường này. Sau khi mãn khóa thì ông Nguyên phục vụ trong lực lượng giáo phái Hòa Hảo. Chưa đầy một tháng sau cách mạng tháng 8, quân Pháp dưới sự hỗ trợ của quân Anh đã tiếp tục nổ súng để tái chiếm Nam Bộ. Nhằm tạo ra thế đối trọng với Việt Minh, giáo chủ của giáo phái Hòa Hảo là Huỳnh Phú Sổ đã cho thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng và thống nhất các đội bảo an thành một lực lượng vũ trang chung. Giữa năm 1947, ông Lâm Thành Nguyên được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy chi đội 30 Nguyễn Trung Trực trong lực lượng quân sự Hòa Hảo. Sau khi giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đột ngột mất tích, lực lượng quân sự Hòa Hảo như rắn mất đầu và nội bộ bị chia rẽ. Ông Trần Văn Soái chỉ huy 7.000 quân, mang danh nghĩa là quân đội Hòa Hảo, hoạt động tại Cần Thơ và Vĩnh Long, đặt bản doanh tại Cái Vồn. Còn ông Lâm Thành Nguyên chỉ huy lực lượng bản bộ khoảng 3.000 quân, tự trị tại các khu vực Châu Đốc và Hà Tiên. Không lâu sau thì ông Nguyên đã quyết định móc nối với ông Soái để cùng hợp tác. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì xảy ra bất đồng quan điểm, nên ông Nguyên đã tuyên bố ly khai với lực lượng của ông Soái. Sang cuối năm 1948, ông Lâm Thành Nguyên được thăng cấp đại tá trong quân đội Hòa Hảo Dân Xã và quay lại tiếp tục hợp tác với tướng Năm Lửa. Ông cũng được cử làm tư lệnh phó, nhưng vẫn trực tiếp nắm quyền chỉ huy lực lượng bản bộ của mình. Trong năm 1949, chính phủ quốc gia Việt Nam được thành lập. Ông Lâm Thành Nguyên tuyên bố hợp tác với chính phủ. Đến ngày 14 tháng 2 cùng năm, ông được quốc trưởng Bảo Đại đồng hóa cấp bậc đại tá quân đội quốc gia. Giữa năm 1953, ông được thăng cấp thiếu tướng và vẫn tiếp tục chỉ huy lực lượng bản bộ. Sang ngày 13 tháng 8 năm 1954, tướng Nguyên giữ chức vụ tư lệnh lực lượng bản bộ Hòa Hảo Dân Xã Nguyễn Trung Trực, khu vực các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên và Hà Tiên. Ngày 24 tháng 9 cùng năm, ông Lâm Thành Nguyên được thăng cấp trung tướng. Sau khi người Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ, chính quyền của Thủ tướng Ngô Đình Diệm dưới sự hậu thuẫn của người Mỹ đã hạ quyết tâm loại trừ ảnh hưởng của người Pháp và các thế lực cát cứ. Tướng Nguyên đã chỉ huy lực lượng bản bộ của mình rút về tổng hành dinh ở Cái Dầu. Tuy nhiên, lực lượng quân đội ủng hộ Thủ tướng Diệm đã mở chiến dịch Đinh Tiên Hoàng vào ngày 5 tháng 6 năm 1955, tấn công vào các đơn vị vũ trang Hòa Hảo ly khai. Nắm trong tay lực lượng quân sự mỏng,
sức kháng cự yếu ớt, nên các căn cứ Cái Vồn của tướng Năm Lửa, Cái Dầu của tướng Hai Ngoáng và Thốt Nốt của tướng Ba Cù nhanh chóng bị thất thủ. Các lực lượng quân đội Hòa Hảo dần tan rã và rút chạy về khu vực biên giới Campuchia. Riêng tướng Hai Ngoáng, sau khi rút quân về Chợ Mới, thì ông đã đồng ý quy thuận Thủ tướng Diệm để có thể giữ được tài sản. Ông Lâm Thành Nguyên cũng được đồng hóa cấp bậc trung tướng trong hệ thống quân đội quốc gia. Cuối năm 1955, tướng Nguyên giải ngũ nhưng vẫn tham gia các hoạt động chính trị cho đến năm 1975. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng Nguyên ra trình diện trước chính quyền mới và bị đưa đi giam giữ, cải tạo tại đề lao Chí Hòa, Sài Gòn. Sang năm 1977, ông bị ốm nặng dẫn đến kiệt sức. Trong hoàn cảnh thiếu thuốc men và không có điều kiện chữa trị, trung tướng Lâm Thành Nguyên đã qua đời trong đề lao Chí Hòa, Sài Gòn. Ông hưởng thọ 73 tuổi. 2. Thiếu tướng Đoàn Văn Quảng. Ông sinh ngày 16 tháng 9 năm 1923 trong một gia đình thương nhân tại Hải Dương. Thuở nhỏ, ông học tại địa phương. Đến năm 1937 thì ông được đưa vào học ở trường Thiếu Sinh Quân Phủ Lạng Thương, ngày nay là thành phố Bắc Giang. Năm 1943, ông tốt nghiệp trung học chương trình Pháp với văn bằng tú tài bán phần. Qua năm 1945, ông Đoàn Văn Quảng gia nhập vào quân đội thuộc địa Pháp và mang số quân 43-300-953. Ông tiếp tục theo học ở trường sĩ quan võ bị Pháp và mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hiện dịch. Sau khi ra trường thì ông Quảng tình nguyện phục vụ trong binh chủng nhảy dù với chức vụ trung đội trưởng. Thời gian sau đó, ông Đoàn Văn Quảng lần lượt được bổ nhiệm nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng. Trong quá trình công tác, ông Quảng cũng từng hai lần được cử đi làm trưởng phái đoàn công du và tham dự hội nghị tại Hoa Kỳ và Nhật Bản. Giữa năm 1955, ông Quảng được cử làm tham mưu trưởng quân khu thủ đô. Sang đầu năm 1958 thì ông được bổ nhiệm chức vụ tham mưu phó tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Tháng 2 năm 1959, sau chuyến công du tại Hawaii, Hoa Kỳ trở về, thì ông Quảng được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng trường hạ sĩ quan Đồng Đế, Nha Trang. Trong ngày 7 tháng 11 năm 1963, ông Đoàn Văn Quảng được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 9 bộ binh. Và cùng tháng thì ông được thăng cấp đại tá tại nhiệm. Sang giữa tháng 2 năm 1964, đại tá Quảng được cử làm chỉ huy biệt động quân vùng 3 chiến thuật, kiêm tư lệnh biệt khu Phước Bình Thành. Tháng 8 cùng năm, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh lực lượng đặc biệt. Trong ngày Quốc khánh đệ nhị Cộng hòa, mùng 1 tháng 11 năm 1964, ông Quảng được thăng cấp chuẩn tướng tại nhiệm. Và chỉ hơn một năm sau, vào đầu năm 1966, ông Đoàn Văn Quảng tiếp tục được thăng cấp thiếu tướng tại nhiệm. Sang tháng 6 năm 1969, tướng Quảng được cử làm phụ tá tư lệnh quân đoàn 2 và vùng 2 chiến thuật. Đầu tháng 6 năm 1972, ông được cử làm chỉ huy trưởng quân trường Quang Trung. Sang đầu năm 1973, thiếu tướng Quảng được thuyên chuyển về Bộ Tổng Tham mưu để nắm giữ chức vụ phụ tá tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông ra trình diện trước chính quyền mới và bị đưa đi học tập cải tạo trong khoảng thời gian 9 năm. Đến ngày 6 tháng 3 năm 1984, trong điều kiện sức khỏe sa sút thì thiếu tướng Đoàn Văn Quảng đã từ trần trong trại tù Nam Hà, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Ông hưởng thọ 61 tuổi. 3. Chuẩn tướng Bùi Văn Nhu.
Ông sinh ngày 20 tháng 12 năm 1920 trong một gia đình điền chủ khá giả tại Bến Lức, Long An. Thuở nhỏ, ông học tại địa phương. Năm 1938, ông tốt nghiệp trung học chương trình Pháp với văn bằng thành trung. Ngày 21 tháng 1 năm 1939, ông Bùi Văn Nhu tình nguyện gia nhập vào ngành công an của chính quyền thuộc địa, làm một nhân viên hành chính trong sở liêm phóng Đông Dương. Thời gian sau đó, ông Nhu lần lượt được bổ nhiệm nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng. Trong suốt quá trình công tác, ông Nhu đã từng rất nhiều lần được cử đi công du ngoại quốc để học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ. Vào năm 1950, ông Nhu được thăng ngạch và chuyển sang công tác tại Ty Giám đốc Cảnh sát và Mật thám Quốc gia. Sang tháng 12 năm 1956, ông được bổ nhiệm chức vụ trưởng Ty Cảnh sát đặc biệt. Tháng 8 năm 1958, ông Nhu được cử làm Chánh sở Trung ương Tình báo, cơ quan tiền thân của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo sau này. Sau cuộc đảo chính quân sự vào đầu tháng 11 năm 1963, ông Bùi Văn Nhu được cử làm Chánh sở Nội vụ thuộc Tổng nha Cảnh sát Quốc gia. Sang tháng 4 năm 1965, ông được bổ nhiệm chức vụ trưởng khối Cảnh sát đặc biệt. Đến năm 1971, trong cuộc cải tổ ngành Cảnh sát Quốc gia, Tổng nha được đổi thành Bộ Tư lệnh. Ông Nhu được đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Phó Cảnh sát Quốc gia. Ông cũng là nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp cao cấp nhất được giữ lại sau cuộc cải tổ, trong khi nhiều sĩ quan quân đội được điều sang để nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong ngành cảnh sát và những công chức cao cấp của ngành được cho giải nhiệm. Sang ngày 22 tháng 6 năm 1971, ông Bùi Văn Nhu được đồng hóa chuyển sang cấp bậc đại tá cảnh sát. Trong ngày 1 tháng 2 năm 1975, ông Bùi Văn Nhu được thăng cấp chuẩn tướng cảnh sát tại nhiệm. Trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, tướng Nhu quyết định không lên đường di tản mà vẫn ở lại Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4, tướng Nhu ra trình diện trước chính quyền mới và bị đưa đi học tập cải tạo trong nhiều trại giam khác nhau từ Nam ra Bắc. Đến ngày 15 tháng 3 năm 1984, khi đang cải tạo trong trại giam Nam Hà, nay thuộc tỉnh Hà Nam, thì tướng Nhu lâm bệnh nặng. Trong điều kiện thiếu thốn vật tư y tế để chăm sóc, phục hồi sức khỏe, cũng như hạn chế về thuốc men điều trị, thì chuẩn tướng Bùi Văn Nhu đã qua đời. Ông hưởng thọ 64 tuổi. Ngoài ba vị tướng lĩnh nói trên, thì cũng còn một trường hợp tương tự khác, đó là Trung tướng Nguyễn Văn Vĩ. Ông sinh ngày 16 tháng 1 năm 1916 tại Hà Nội, là một tướng lĩnh bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được thăng cấp bậc trung tướng vào tháng 10 năm 1967. Chức vụ sau cùng mà tướng Vĩ đảm nhiệm là Tổng trưởng Quốc phòng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng giống như những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa khác, tướng Vĩ ra trình diện trước chính quyền mới và cũng bị đưa đi học tập cải tạo. Nhưng ngay thời điểm này thì ông lâm trọng bệnh, không thể tự di chuyển mà phải khiêng bằng cáng đến Đại học xá Minh Mạng. Sau đó, ông được đưa đi điều trị trong tình trạng quản thúc tại Bệnh viện Saint Paul. Sang năm 1979, ông Vĩ được đưa sang Pháp chữa trị, nhưng bệnh tình ngày càng trở nặng. Đến năm 1981, Trung tướng Nguyễn Văn Vĩ đã từ trần tại Quân y viện Bergin, Pháp. Ông hưởng thọ 85 tuổi. Có nhiều ý kiến cho rằng chính quyền Việt Nam đưa những cựu binh Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo bắt buộc mà không qua xét xử là không công bằng và trái với công ước Geneva. Nhưng nhìn nhận ở một góc độ khách quan thì đây là một chính sách khoan hồng và nhân đạo của chính quyền Việt Nam. Bởi nếu đưa những người này ra xét xử thì khả năng là họ sẽ bị khép vào các tội phạm chiến tranh. Mức án mà họ có thể phải đối mặt là rất nặng, thậm chí có rất nhiều trường hợp sẽ bị xử tử. Mặc dù trước đó
là hai chiến tuyến hoàn toàn đối nghịch. Nhưng khi ở trong trại thì họ được đối xử rất nhân quyền, được lao động, rèn luyện sức khỏe, tăng gia sản xuất và không bị ngược đãi. Sau khi ra trại thì họ cũng được trao trả lại quyền công dân, được thoải mái lựa chọn ở lại sinh sống tại Việt Nam hoặc xin phép xuất cảnh sang ngoại quốc để đoàn tụ gia đình. Chính Trung tướng Nguyễn Hữu Có, một trong 7 vị tướng lĩnh có cấp bậc cao nhất và nằm trong danh sách 38 vị tướng lĩnh phải đi học tập cải tạo sau năm 1975, cũng đã từng lên tiếng xác nhận rằng sau khi ra trại, ông ở lại sinh sống tại Việt Nam. Không có ai gây cản trở gì đến cuộc sống của gia đình ông cả. Hai ông bà có tới 12 người con, đều đã lập gia đình, sống ổn định và khá giả. Gia đình ông được chính quyền địa phương quan tâm, thăm hỏi thường xuyên, được tặng nhiều bằng khen vì những thành tích khác nhau, được tự do đi lễ nhà thờ và thỉnh thoảng vẫn sang Hoa Kỳ du lịch, thăm người nhà mà không hề bị gây khó khăn hay cấm đoán. Đó là một trong những hành động thiết thực của chính quyền Việt Nam để tiến tới hòa hợp, hòa giải dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh và xóa bỏ mọi hận thù trong lòng của mỗi người dân Việt.